Xin kính chào các bạn. Hôm nay ta sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách để hát một bài hát cũng rất là hay. Đó là bài Cánh Hồng Phai. Hôm nay chúng ta cùng học để bài hát này các bạn nhé. Trước khi để bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Cánh Hồng Phai được sáng tác ở hình thức là hai đoạn đơn, hết sức đơn giản các bạn ha. Đoạn A chúng ta sẽ có sự lặp lại hai lần, mình gọi là A1 và A2. Đoạn B cao trào sôi nổi mình có sự lặp lại luôn, gọi là B1, B2. Đơn giản vậy thôi các bạn, này có hai đoạn vậy thôi. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có đó các bạn, không là thiếu được của một bài hát rồi. Nhắc mà một điều, chúng ta đệm ở đây tông la thứ là tông các bạn nam, còn các bạn nữ chúng ta sẽ đệm vô tông mi thứ các bạn nhé. Rồi đó là tông của bài. Bây giờ mình cùng tìm hiểu, mình cùng ôn là điểm sơ qua các cái âm sắc nhạc cụ sử dụng trong bài này các bạn ha. Đầu tiên đó là tiếng string. Rồi tiếp theo đó là tiếng piano. Rồi tiếp theo đó là tiếng saxophone. Rồi tiếp theo đó là tiếng guitar ni lông. Rồi tiếp theo đó là tiếng trống. Tiếng này để hồi báo chúng ta rồi các bạn. Ngoài ra chúng ta đệm bài Cánh Hồng Phai này ở điệu bossa nova. Các bạn sẽ chọn thêm cái bộ multibass cho mình nè. Bấm như multibass. Rồi chọn cái bộ là ni lông bossa số 1. Chúng ta sẽ nghe hiệu ứng của nó nha. Đó, có một cái cây guitar ni lông đánh cái mẫu đệm cho mình sẵn luôn. Vì vậy mình khỏi cần phải đánh mẫu đệm. Khi là mình vô trống, vô riff trống đó, bắt đầu mình cho cái multibass này nó trộn vô. Có guitar đánh mẫu đệm sẵn cho mình luôn. Tuyệt vời các bạn ha. Đó, khi mở riff trống thì chúng ta trộn nó vô. Đó là các phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Cánh Hồng Phai. Chúng ta cùng học đệm phần intro các bạn nhé. Các bạn quan sát dòng nhạc. Đoạn intro hết sức đơn giản là chúng ta chỉ được lấy mỗi tiếng ni lông đánh thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tập như sau các bạn nhé. Tèo có soạn hai cái intro luôn. Cái intro này nó sẽ phức tạp hơn chút xíu. Bạn nào của chúng ta muốn tập luyện để mà có tài liệu để chạy ngón luôn thì chúng ta tập cái intro này. Còn một chút xíu ta sẽ hướng dẫn các bạn một cái intro khác nó ngắn gọn đơn giản hơn để những bạn nào mới tập các bạn có thể tập được các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đánh nhạc quãng trên này. Mi la si do. Bây giờ tập quãng như này các bạn dễ nhìn ha. Chút xíu đánh mình lên quãng như này đấy. Lên tiếng piano các bạn nha. Mình xếp ngón như sau. Nốt mi ngón cái, ngón trỏ ngón son. Rồi các ngón còn xếp đều vô. Khi đánh tay luôn luôn cong tròn đều đẹp các bạn nha. Đừng có rảnh ngón lên nhìn nó xấu lắm, người ta cười chết. Rồi mi la si do. Nốt đố này mới vô. Còn nốt mi la si này chỉ là nốt lấy đà thôi các bạn nha. Mi la si do. Đố này mình vô hợp âm nè. Rồi tiếp tục mi fa. Nốt đố này mình kéo dài ra 3 phách luôn. Rồi nốt mì pha này mình đánh ngay phát cái phát số 4 á, mình đánh nốt mì pha lên. Mì pha, mình đánh kiểu hình nó móc đơn các bạn, đập xuống đánh nốt, dở đánh nốt. Tương tự vậy các bạn ha, làm lại. Mì la si đô, 2, 3, mì pha. Rồi nốt pha này mình kéo dài qua cái ô nhịp tiếp theo, ô nhịp rê thứ tiếp theo các bạn, kéo dài luôn. Kéo dài ra 2 phát rưỡi, sau đó bắt đầu mình thay ngón cái vô nốt pha này mình đánh tiếp. Pha rê đô si. Nốt si làm qua âm son trưởng. Rồi tới đây thôi các bạn nha. Mình làm lại. Mi la si đô, 2, 3. Mi pha 1, 2, 3. Pha rê đô si. Và nhớ kéo con cái của nốt pha nha. Pha rê đô si. Rồi nốt si làm qua âm son trưởng. Câu nhịp là số 3 đó các bạn. Tiếp tục nha. Si là si đô rê phá mi. Si là la thăng ngón trỏ. Rồi nó si tiếp theo bạn sẽ đưa ngón cái vô, thế chỗ vô. Si là si, đô rê phá mi, năm ngón có sẵn đấy các bạn. Rồi như vậy là mình đã xong được cái vế tới đô major 7 các bạn ha. Giờ mình nối từ đầu lại. Mi la si đô 2 3, mi fa 1 2 3, fa rê đô si, si la si đô rê fa mi 2 3. Mình kéo dài nốt mi này qua hai phách nữa các bạn nha, tức là 3 phách. Rồi lúc đó mình sẽ đánh như sau. Mi rê đô là hết cái vế của ô nhịp đô major 7 đó. Lúc đó mình sẽ xuống cái giọng dưới, mình qua hợp âm fa major 7, tới đầu mình chạy cái câu nó hơi khó xíu các bạn ha. Bây giờ mình tập, mình nốt âm cả giọng trên trước. Các bạn chuẩn bị giùm mình học âm la thứ 7. Bạn nào bấm không được thì mình bấm la thứ thôi, không cần phải la thứ 7. Nhưng mà các bạn, tèo khuyên các bạn nên bấm học âm 4 ngón này các bạn. Nó quen tay với là mình luyện nghe màu học âm nữa các bạn ha. Thêm nốt son vô, là đô mi thêm nốt son vô. Rồi. Nốt đô này mình vô học âm la thứ 7. Rồi tiếp tục. Mi fa.
đánh nút pha này xong mình nhấn xuống âm rê thứ bảy. Bạn nào bấm không được thì bấm rê thứ thôi các bạn nhé, không sao cả. Nhưng mà nên cố gắng bấm bốn ngón đó các bạn. Tiếp tục. Fa fa rê đô si. Si thì mình qua âm son trưởng. Si là si đô rê fa mi. Mi thì mình qua âm đô major 7. Các bạn bấm không được thì bấm đô trưởng thôi, nhưng mà cố gắng các bạn nha, bốn ngón nha. Như vậy mình xong rồi đó, tiếp tục kéo dài 3 phách. 1 2 3 mi rê đô. Đó, mình thêm lấy đà thêm 3 nốt này nó mi rê đô nữa là hết. Bắt đầu mình xuống dòng dưới của fa major 7. Rồi mình xong được dòng trên, bạn thấy dễ không? Bây giờ mình đánh không nói cho các bạn quan sát thật kỹ nha. Rồi về ngón cái lên nào. Rồi là hết cái dòng trên. Bắt đầu xuống dòng dưới bạn ha. Xuống dòng dưới bắt đầu chạy cái nó hơi phức tạp chút xíu. Bắt đầu mình qua hợp âm fa major 7 ngay đầu dòng đó. Bắt đầu mình chạy từ nốt mi giáng. Nốt mi giáng lúc đó mình sẽ chạy từ trên này các bạn nhé. Tại quãng này tao nói rồi, bắt đầu từ nốt mi giáng trên này. Bắt đầu các bạn xếp ngón số 4 vô. Mi, rê, đô, là. Nó áp út bạn nhé. Mi, rê, đô, là. Rồi tiếp tục các bạn sẽ chuyển ngón trỏ cho nốt son. Son, mi. Rồi tiếp tục xuống nốt mi giáng tiếp tục. Mi, rê, đô, là. Quá dễ bạn ha, tiếp tục nha. Son, mì. Cũng ngón trong nãy thôi, cũng ngón trỏ đi xuống thôi. Son, mì. Rồi tiếp tục. Son. Tới đây thôi các bạn ha. Tới đây thôi là hết. Làm lại. Đồng tập lại các bạn nha. Bắt đầu từ nốt mi giáng nè. Nốt mi giáng. Mi, rê, đô, la, son. Rồi tiếp tục con cái. Mi, mi giáng, rê, đô, la, son. La chứ là la. Son, mì, son. Rồi các bạn kéo ngón cái qua nốt la. La, đô, rê, mì. Tới nốt mi giáng này thôi các bạn nha. Tới nốt mi giáng này là hết ô nhịp pha trưởng. Bây giờ mình nằm lại nha. Là hết ô nhịp mi, hết ô nhịp và pha major 7. Các bạn nhớ nha, cứ đánh theo cái thế ngón của Tèo đã chia sẻ như vậy là xong. Rồi, tới nốt mi giáng là mình qua hợp âm si đêm và mình chạy tiếp. Nốt mi giáng là áp út đúng không? Bắt đầu mình kéo ngón cái của nốt mi. Mi, son. Rồi, bắt đầu kéo ngón cái của nốt la. La, đô, là xong. La, đô, rê, đô, rê. Là xong, nốt rê là mình sẽ kết ở ngay cái phách số 4 của ô nhịp si đêm đó các bạn. Mình làm lại các bạn ha. Mi, nốt mi dán áp út nè. Mi, rồi, mi dán là qua nốt mi. Mi, son, là, đô, là, đô, rê, đô, rê. Là xong được ô nhịp pha major 7 và si đêm. Bây giờ mình nối hai nhịp lại nhau các bạn ha. Mi, rê, đô, là, son. Mì, mì, rê, đô, la, son. Mì, son, la, đô, rê, mi giáng. Mì, son, la, đô, rê, đô, rê. Là hết ô nhịp pha major 7 và si đêm. Bây giờ mình sẽ nối hợp âm cho bị pha major 7 này các bạn. Pha, la, đô và mi giáng nè. Pha và nút mi chứ lộn. Nốt mi giáng mình qua âm si đêm. Là xong tới nốt rê này là mình hết ô nhịp si đêm. Quá dễ bạn ha, các bạn nhớ tập kỹ chỗ này nha. Xả tới xa luôn cái đoạn này để mình xem cái nốt này là kỹ. Rồi tiếp theo, mình qua ô nhịp mi 7. Ô nhịp mi 7, sau khi nốt rê ngay phách số 4 xong, mi 7 mình sẽ như sau. Mi, mà sử dụng ngón út nha. Mi, mì, 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 rê, mì, mì, mì. Đố, mì, mì, mì. Xí, la, sòn, xí, la. Sử dụng ngón út thôi các bạn, mình từ nốt mí đi xuống. Mí, mì, mì, mì. Các bạn thấy rõ ràng hai ngón cái và ngón trỏ chúng ta sẽ thay phiên nhau cái nốt mí này. Mí, mì, ngón cái trước là nốt ngón trỏ. Mì, mì, rồi tới nốt rế. Mí, rế, mì, mì, mì. Đố, đố. Mì, mì, mì. Xí,
la, son thang, si, la, là mình về la thứ bảy là hết. Bây giờ mình đánh nhanh thử các bạn nhé. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ nối cả cái ô nhịp lại với nhau, quan sát thật kỹ nha. Về la thứ, sau đó mình dành một cái hợp âm mi 7 thăng 9. Mi 7 thăng 9 các bạn bấm như sau: mi, fa, thăng kép, son, ton, thăng, si và rê. Ok, dành mi 7 thăng 9 các bạn nhé. Mi nè, fa thăng kép nè, son thăng nè, nốt si và nốt rê. Rồi, dành hợp âm này một cái một, sau đó ca sĩ sẽ vào hát. Bây giờ mình đệm thử cả cái intro để bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị tiếng guitar ni lông nè. Yo. Quá dễ bạn ha, như vậy là xong. Lần nữa bạn nha, quan sát thật kỹ nè. Xong, quá đơn giản các bạn ha. Các bạn cố gắng tập luyện nhé. Đó là cái intro dành cho những bạn nào muốn có được cái tài liệu intro mình đánh để mình luyện ngón luôn. Còn tại hướng dẫn các bạn thêm một cái intro nè. Intro cũng bài cảnh hồng phai này, nhưng mà intro nó hết sức đơn giản thôi, ngắn gọn, làm giúp cho các bạn bước đầu dễ tập luyện các bạn ha. Mình cùng quan sát dòng nhạc nhé. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Intro này hết sức đơn giản, mình lấy tiếng saxophone mình đánh thôi. Bây giờ mình tập bằng câu piano trước nè. Nó dễ đó các bạn. Mi la si do re fa. Quá dễ bạn ơi. Mi fa chứ lộn. Mi fa. Tiếp tục. Re son la si. Quá dễ bạn ơi. Re mi. Ta nó có một cái motif như vậy thôi. Do fa son la. Do re. Re son la si. Son la xong, sau đó mình chập mi 7 nữa thôi. Nó dễ hơn cái intro hồi nãy các bạn ha, giúp cho các bạn bước đầu mình dễ tập luyện hơn. Mi la si đô, mình vừa âm la thứ. Mi fa, mình qua âm rê thứ. Tiếp tục. Rê son la si, mình qua âm son trưởng. Rê mi, mình qua đô trưởng. Đô fa son la, mình qua fa trưởng. Đô rê, mình qua âm si đêm. Rê son, son thẳng bạn nhé. Rê son la si, mình qua âm mi trưởng. Son la, về la thứ. Rồi sau đó chập mi 7 cái. Nó đơn giản, các bạn này dễ tập hơn là cái intro hồi nãy. Những bạn nào muốn bước đầu tập thì cái tập intro này cũng được. Bây giờ mình thử các bạn ha. Quá dễ bạn ha, như vậy là xong. Đó, cái intro này, những bạn nào không tập intro lúc nãy thì chúng ta tập intro này, nó dễ hơn. Nhưng mà bạn nào muốn chạy ngón câu cú nữa thì các bạn tập intro hồi nãy nha. Quá tiện lợi bạn ha, một bài thôi mà tèo soạn hai intro luôn, quá trời tiện đó chứ các bạn luôn. Rồi đó là phần intro, bây giờ mình cùng bước qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc, ở đoạn A bài hát chúng ta sẽ chia làm A1 và A2 bạn ha. Dòng trên mình sẽ gọi là A1, dòng dưới gọi là A2. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đệm nha. Nàng như một đóa, bắt đầu mình vô la thứ bảy. Thì cái đóa xong, chúng ta sẽ đánh cái câu đệm như sau. Các bạn lấy tiếng guitar ni lông, mình đánh cả dòng trên này đệm bằng tiếng guitar ni lông hết các bạn nhé. Mình sẽ đệm nha, bằng những nốt là xì rê đô mi. Mình sẽ đệm nha, đánh chồng quãng ba cho các bạn nha. Xì rê và nốt đô mi chồng quãng ba vô. Nàng như một đóa, mình sẽ đệm ngay phách số 2, chữ đoá thì là hợp âm vừa xuống, chữ đoá la thứ 7 đó, là mình đệm nốt này lên. Hồng phai qua rê thứ 7, lúc nào mình sẽ đệm nốt mì son và phà la. Mì son chồng quãng 3 vô các bạn, rồi phà la chồng quãng 3 vô. À, cũng đệm ngay phách số 2 tương tự hồi nãy. Hồng phai hương sắc héo hon, mình qua âm son trưởng.
theo những ngày dài. Mình qua bấm Do Major 7, các bạn cũng bấm như vậy luôn. Mình cũng bấm nốt Re Fa, mình trồng quãng 3 vô. Rồi Mi Son, trồng quãng 3 vô bạn ha. Tèo để tay bạn dễ nhìn thôi, nhưng khi đệm bạn luôn luôn cong tròn tay cho đẹp nhé. Rồi tiếp tục. Cuộc tình đi qua, qua mình qua hợp âm Fa Major 7. Lúc đó chúng ta đã có phần multibass lấy mẫu đệm rồi. Các bạn chỉ việc lấy tiếng piano mình rải hạt chập chập nhẹ nhẹ thôi. Bao qua Re thứ 7, trái tim qua Si đêm, rồi vỡ tan gì đó, mình qua âm Mi 7, ô nhịp Mi 7 đó. Các bạn vừa đẹp âm Mi 7 xuống cái là mình lấy tiếng guitar mình đánh cho mình lên. Mi 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 Re Mi là Si Đố, là mình vừa đánh câu đó mà mình vừa báo trống để tiếp tục qua đoạn A2 các bạn nhé. Để bấm xuống đánh liền Mi 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 Re Mi là Si Đô, tức là để bấm Mi 7 xuống cái tay trái báo trống, rồi tay phải vẫn đánh cái câu đó, hai tay làm hai việc cùng lúc các bạn nhé. Cố gắng các bạn tập. Bây giờ mình sẽ đệm cả dòng trên, các bạn quan sát thật kỹ nè, bấm nút nhấp nhép nháy nè, bấm star cái cho trống nó báo, bắt đầu mình vô đệm, rồi sau đó mình mới trộn cái multibass vô. Ta ra 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 ta ra ta ra ta ta ra ta 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 ra ta ta ra ta ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ra ra. Rồi rõ ràng không? Vừa để bi bản xuống cái đoạn tay này đánh liền. Rồi tay này sẽ gì? Bảo trọng. Tiếp tục xuống dòng dưới, quá dễ bạn ha. Rồi xong dòng trên mới được xuống dòng dưới. Dòng dưới chúng ta cũng đệm tương tự như vậy. Ví dụ như nàng như một cánh, chữ cánh nó để là thứ 7, mình không đánh tại vì nốt đô nó này cho nó ô nhịp đó, là cái nốt hồi nãy mà câu mình đánh nối qua đó. Là nốt đô đó mình không cần phải nói các bạn ha. Nàng như một cánh hồng phai. Lúc này qua âm Re thứ 7 nhưng chúng ta đổi câu đệm, mình lấy tiếng saxophone và mình đệm. Vừa đệm âm Re thứ 7 xuống cái đánh liền. Bột phá mi mi rê đồ rê qua son trưởng, tức là lúc này các bạn đừng có để ý đến cái câu hát của ca sĩ nữa, mình chỉ nhìn ô nhịp, cái ô nhịp đó có nốt nhạc gì mình đánh nốt nhạc đó. Như vậy các bạn mới đệm thành những người đệm chuyên nghiệp được, chứ các bạn cứ dựa vào cái lời hát của ca sĩ á, các bạn đệm tới 100 năm 1000 năm sau các bạn không thể nào đệm trở thành những người đệm hát chuyên nghiệp được, tại vì mình cứ phải dựa theo cái lời hát của ca sĩ không à. Còn đây bài tổng phổ, bài phối có sẵn của nhạc sĩ đưa tôi sẵn. Cứ ô nhịp đó là tôi đánh cái câu theo cái ý đồ của người phối, còn ca sĩ hát sau đó là quyền của ca sĩ. Các bạn phải để ý cái điều đó các bạn nhé. Mình đệm như vậy mình mới thành chuyên nghiệp được các bạn. Đừng có để ý những cái bài đệm nào, bài phối nào mà có cái giọng hát của ca sĩ phía trên, các bạn đừng bao giờ đệm theo. Mình đệm như vậy mình sẽ không tiến bộ được các bạn ơi. Mình phải tập nhìn cái tổng phổ của cái người hòa âm phối khí, của người nhạc sĩ họ phối ra và mình đệm, như vậy mới chuyên nghiệp được các bạn ha. Rồi mình tiếp tục nè. Hồng phai qua Re thứ 7, đồng lấy tiếng saxophone đánh câu này. Phá mi mi rê đồ rê, đánh nốt rê này xong mình qua hợp âm son trưởng. Nhìn xót xa giá đất đời mình tới Do Major 7, vừa để Do Major 7 xuống cũng tương tự hồi nãy mình đánh câu mi rê rê đồ xì đô, mi rê rê đồ xì đô, đánh nốt đô này xong để Major 7 xuống. Vì người em yêu đó, chứ yêu không Major 7, em yêu đã nói nhau qua Re thứ 7. Nhất thế gian qua Si đêm là em. Rồi để Mi 7 xuống cái, rồi sau đó mình đánh, mình đệm cái câu này như sau. Mi Fa thăng Son thăng và qua nốt La là bắt đầu mình qua đoạn B các bạn ha. Mình đệm câu Mi Fa thăng Son thăng. Ok, các bạn có thể đổi tiếng string mình đệm cũng được. Mi Fa thăng Son thăng. Rồi mình qua đoạn B. Bây giờ mình đệm có đoạn dưới A2, bạn quan sát thật kỹ nha. Ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ta ra. Bạn thấy dễ không? Lúc đó mình cứ vừa báo trống và mình vừa đánh câu này Mi Fa thăng Son thăng và nốt La. Các bạn đánh quãng 8 cũng được, hoặc là quýt một nốt thôi cũng được. Rồi qua đoạn B, còn thấy dễ không? Lần nữa bạn nha, dòng dưới nha. Chuẩn bị tiếng saxophone đệm câu nè. Ta ra tan ta ta ra
làm thế dễ mình đó, mình đệm là xong. Bắt đầu qua đoạn B các bạn ha, quá đơn giản, các bạn nhớ đệm tập mấy câu đệm câu lót cho nó kỹ lưỡng nha. Rồi bây giờ mình cùng qua đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc, lúc này qua đoạn B của bài hát chúng ta lấy tiếng string và mình đi nền theo một cái giai điệu riêng biệt, chứ không cần thiết phải đi nền theo cái giai điệu của lời của bài hát các bạn. Lúc này giống như hai cái bè đối âm các bạn, cái bè giai điệu của ca sĩ hát, rồi chúng ta viết thêm một cái bè đối âm, chúng ta làm một cái bè giai điệu riêng nữa, nhưng mà nó hòa quyện vào cái giai điệu của bạn ha. Rồi mình tập cái câu này như sau, lấy tiếng trình các bạn nha. Rồi la thứ bảy, khi em như hoa, bắt đầu chữ hoa vô la thứ bảy đó. Bắt đầu mình đánh cái câu đệm của mình, mi đồ đồ mi đồ đồ re mi fa son fa, mi đồ đồ re mi son fa. Lặp lại bạn nhé, mi đồ đồ re mi son son nằm qua âm re thứ bảy, rồi đánh thêm nốt fa nữa là mình có được một câu đệm đó các bạn. Lúc này mình lấy tiếng trinh, các bạn đừng quan tâm tới cái giọng hát của ca sĩ nữa, lời hát của ca sĩ nữa. Mình chỉ việc nhìn vào bài phối, bài tổng phổ của cái nhạc sĩ đưa mình, có những nốt nhạc gì, mình đánh những nốt nhạc đó theo ý đồ của người nhạc sĩ phối đó các bạn. Các bạn phải tập đệm như vậy để các bạn mới thành những người chuyên nghiệp được và tiến bộ được. Đừng bao giờ cứ nhìn bài phối mà có phải có lời hát trong đó, cái dòng lời hát đó đẹp hơn không được bạn ơi. Rồi bắt đầu tập nha. Khi em như hoa. Rồi, được một câu, tiếp tục câu thứ hai. Qua chữ son, những phút ân ái. Qua chữ son, son trưởng, hợp với son trưởng đó. Mình đánh câu sau. Rê, si, si, rê, đô, pha, mi. Rê, si, si, đô, rê, phá. Phá là mình qua âm đô mơ sơ bảy. Rồi, mi. Tiếp tục. Cánh hoa tan, để pha mơ sơ bảy xuống cái mình đánh tiếp. Mình nhái lại, đố si là. Mình nhái lại cái câu hát đó của ca sĩ thôi. Tiếp tục, dưới chân nang qua hợp âm rê thứ bảy, vẫn là nốt đó luôn, đố si là luôn. Là cả tuổi xuân, chữ xuân qua âm si đi mình đánh nốt rê. Mang theo môi tình, tình mình qua mi bảy, mình đánh nốt mi. Rồi đâu đó mình đánh thêm nốt này nữa, si, đô, rê là hết. Các bạn thấy dễ không? Quá đơn giản nào, bây giờ mình đệm các bạn xem thử nha. Đừng quan tâm tới giọng hát ca sĩ nữa, lúc này chỉ việc đi cái giai điệu riêng biệt của mình thôi. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Dễ bạn, quá đơn giản ha. Đó, các bạn cứ việc đi cái mẫu đệm, đi cái câu lót đó theo cái ô nhịp mà Tèo nó ghi thôi. Đảm bảo các bạn khi ca sĩ hát vào nữa, hai cái bè nó hòa quyện vào nhau thành cái bài đối âm cực kỳ phê luôn các bạn ơi. Lần nữa bạn nha. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Mà thấy dễ không? Lúc đó mình vừa đánh vừa để mi bảy xong đánh câu này, rồi tay trái mình để hợp âm, sau đó làm gì đâu rảnh nè, chọt lên báo trống, tiếp tục xuống dòng dưới. Dòng dưới mình cũng đệm tương tự như vậy luôn các bạn, cũng là câu đệm như vậy luôn. Khi em như cánh thì tương tự luôn. Mi, đồ, đồ, re, mi, son, pha. Cũng hợp âm tương tự câu nãy luôn. Re, si, si, đồ, re, pha, mi. Cánh hoa tan cũng tương tự như vậy. Do, si, la. Dưới chân nang cũng tương tự như vậy. La, ca, tôi xuân. Cho, si, đêm đánh nốt re. Mang theo môi tình. Qua mi bảy đánh nốt si. Nàng khóc cho mình. Về la thứ bảy bạn đánh nốt là. Là hết, nói chung là đệm giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ mi 7 và la thứ cuối cùng thôi các bạn ha. Bây giờ đệm luôn. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Nàng không cho mình. Dễ các bạn, quá đơn giản nè. Nhưng mà các bạn nhớ tập cái giai điệu đó riêng biệt và nhớ một cái tèo khuyên hoài nè các bạn. Đệm hát đừng bao giờ dựa vào cái lời ca của ca sĩ hát. Mình phải nên nhìn, tập nhìn bài tổng phổ.
Tức là giống như cái bài nhạc của Tèo đang hiện trên màn hình đó. Mình tập nhìn những bài tổng phổ như vậy của nhạc sĩ họ phối, họ đưa cho mình. Tôi không cần biết ca sĩ hát gì, kể ca sĩ. Bài nhạc sĩ, bài phối này ông nhạc sĩ ông đưa tôi, à, ô nhịp đánh nốt này nè, đánh sắc thái này nè, đánh âm sắc này nè. Thì tôi chỉ đánh theo vậy thôi. Còn ca sĩ hát rất nhịp, kể ca sĩ, ráng chịu. Mình tập đệm như vậy cho thành một thói quen, thành một cái sự chuyên nghiệp. Sau này mình đã quen rồi đó, lúc đó mình sẽ vừa nhìn tổng phổ và nghe ca sĩ hát nữa các bạn. Lúc đó mình đã quen rồi, còn bắt đầu mới tập, mình cứ tập nhìn tổng phổ thôi. Cái mà còn như việc xung quanh mặc kệ, mình cứ tập nhìn tổng phổ các bạn nhé. Như vậy mình đã tập đệm xong được cái đoạn B của bài hát. Bây giờ đến cái phần gian tấu nào. Cái đoạn gian tấu, các bạn có thể đánh lại intro để mình làm cái đoạn gian tấu cũng được. Hoặc các bạn đánh fill một đoạn tự do, lấy vòng hợp âm, cái vòng hợp âm nãy giờ của mình, intro của mình á, để mình fill một đoạn, giờ mình thử các bạn ha. Tức là mình fill theo cái vòng hòa âm của intro luôn, nhưng mà mình đánh một cái đoạn tự do của riêng bản thân mình. Mình làm đoạn gian tấu cũng được các bạn ha. Rồi, đến cái phần ending. Phần ending cũng tương tự như vậy luôn. Các bạn lấy cái vòng hòa âm đó và mình fill một đoạn. Rồi sau đó mình kết, hoặc là mình cho nó cái đánh cái gì, cái fade in, fade out nè. Cho nó nhỏ dần cũng được các bạn ha. Bây giờ mình thử nè, đánh cái phần ending. Các bạn thấy rõ ràng là mình fill một đoạn tự do rồi mình kết bài cũng được. Đó là phần ending của bài hát. Như vậy Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát bài Cánh Hồng Phai. Bài hát rất là hay các bạn ha. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tèo chia sẻ nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc á, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, các bạn cứ để tên bài hát, từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ các bạn. Nếu bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. We'll be right back.